Dạ tàu là 2,37. Đấy. 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 Thế là xong nhá. Thế tôi thấy thời gian thi công. Cái cột 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 Sơn là sơn lòng gì đấy? Sơn sơn PU, sơn PU màu mảnh da. Màu không phải màu thì không nào. Lúc nào sơn màu sơn. Cột đi đủ bấy nhiêu hàng vào. Cột đi thôi. Đủ một đấy thôi. Nếu thì có một cột thì cũng bị có một phát cột chứ cột đâu. Các loại cột là cột đủ bấy 4 hàng. 4 cái. Cột cái, cột ban, cột tiền muốn dạy đủ 6 hàng chân trừ mỗi có cái hàng đằng sau rồi chứ không là cứ thiếu 4 hàng chân thôi à. Cả cụ Hiên tao là 5 4 đâu 4 hàng chân còn sao không có cột chưa không có cột chưa thế thì nhầm rồi thế thì cũng muốn nhầm lọ ý tôi rồi. Cả cột đằng trước, cả cột hiên vẫn có đủ bính cho hàng chân, trừ có cái đằng sau là đi 7 là cũng có nằm ở tường. Không có cột trước. Thế thì công bố này, nhầm hết đi đấy. Tớ định nhà thờ là tớ phải có cả cái bốn cột đấy. Đấy. Thế mới là 6 hàng chân. Lựa nào đúng cho hàng chân, mọi thứ mọi cho hàng chân. Nếu cột 5 hàng chân, thêm 4 đến cột cái nữa. Đúng rồi, mọi thứ đổi 6 hàng chân, tớ cũng muốn nhầm. Đây là cũng có, trong này hôm trước là cũng có làm như nhau bí. Thế thì có bố nhầm, ra nhầm chấn, rõ rành 6 hàng chấn. Có bố nhầm mẹ tôi đấy của tôi rồi, ngỡ nào nó nhận ngay muốn cột kia nó không thay đổi cả. Thế ông mẹ, tao bảo 6 hàng chấn nhà thờ tao từ mối tái cột trước. Thế là cái lạ. Thế thì, mà làm thế thì làm chân. Là... Thế nhà thờ thì có đình này. Mà 6 bằng chân là đủ 6 bằng chân chứ không chân là thêm 6 con cá bằng tê thì 4 con cá nhầm mẹ thôi anh đánh nhau chân cũng đủ bảo ngắm đi nào cũng đủ 6 chân 4 con cá là phải thêm 4 con cá thêm 4 con cá nữa con kia nó gọi là nhà kẻ hiên và cột ba là sao thôi không cả con cá nữa chứ đấy đủ hết cột cột như thế cái cờ vẫn công lao cái cả như thế lại công lao nó cắt cái dòng xương đạo thì nó xương thì thở cái luôn được nhưng mà nhà ông Bính thì gọi là gì? Bây giờ là các nhà ông Dũng, đó là như nhà ông Dũng, cả cô được trước. Đủ như nhà ông Dũng. Ông Dũng quay cái nhà ông Bính là có cái cô được trước không? Không, làm giảm tin cỏ. Vậy thì tao không nói đủ cho ông chân, không nói rằng này đủ cho ông chân, thêm cả cái cô ngoài như thế. Không có nhưng bây giờ mình làm không có cái cột như nhà ông chân. Nó lại như cột của vườn phe bỏ. Bây giờ mình làm là có các cột đấy không bỏ đi bằng bằng nhà thờ đó. Cái cột ngoài mình cứ lấy không mà ai đụng đó mình cứ làm nữa cái cột đấy các cột bỏ trước cột cái cột đấy còn không đúng rồi có cả cột đấy từ lúc đấy là mọi người tính là chỉ tính cái đấy là tính cuốn vô chỉ có mình ngồi tao là người cho ăn chân nói cho ăn chân cột ngoài người ta cứ đặt ngoài mà nó cột đấy bỏ đừng có làm thì bỏ mẹ cái này là chỉ tường cái này là làm chỉ tường nhà ông Bính là chỉ tường chứ bây giờ là bây giờ là làm đủ cả 6 đủ bằng chân đi đủ cái này đó, cái nhà như thế mà bỏ 6 4 là nằm trong nhà là 2 4 1 trừ 4 1 thì ta làm 1 2 10 đúng không là cứ bảo là 16 cột 5 4 2 10 đấy đúng không cứ nói là 16 cột 4 đến 7 vào tường cái này cổ là có cột nhưng mà mình bỏ 4 cột sau đủ 20 đúng rồi 20 cột thế còn giờ là 4 16 là bớt đi coi như là 4 cột đấy là giờ các ông ngồi 4 16 rồi giờ các ông buồn các ông giờ ngồi cột thì hôm đấy là đi xe lại chồng Bính nếu mà giờ có làm thì đủ lại chồng Bính không nói ở trên này của tao là tao bỏ nhau tao thấy là 6 giờ mình bỏ cái đằng sau nhất đấy nó tao nói ở trên này là tao bỏ số bằng chân thôi không được bỏ được không được bỏ được cái cột được chưa? Cột chỉ bỏ cái cột nằm ở dưới bảy đến bảy nằm là cái gỗ tường rồi là thành được còn 5 hàng chân cứ hiểu nôm như thế đi nghe được không tính toán làm như nào thì thống nhất phải đủ cái cột đấy mà còn như nhà ông Bính lúc nọ xem là cái bây giờ mình không nói chuyện như nhà mình giờ mình làm hai thờ của mình là đủ như nhà thờ hôm đấy là đầu tiên là không có 20 đốc đúng rồi xong mình chỉ có chỗ đấy thêm chỗ đấy nhưng còn như cái ban đầu là chỉ tính có 12 cột thôi đấy là máy tôi nhớ ban đầu là có 12 cột ở đây chỉ tôi
tôi nghĩ là các bố hiểu ý tôi là tôi bảo là đủ là 6 hàng chân, trừ cái ở tầng sau ra là cho nằm trên thì còn 5 hàng. Tôi thích, nếu không lấy ai cột cả cái đằng trước thì làm ra cột sườn làm gì, nghe nào chưa, đúng là vô duyên. Cột sườn là chứ, cột sườn đằng sau đằng trước làm gì, còn cả dãy, cả dãy nếu có tất cả đều cả dãy, đằng sau là phải có dãy để tôn chức nhà thờ là phải gì ấy. Tức là hiện tại như nếu mà như này là chỉ thiếu gọi là theo hàng dọc nhà, buông cái là theo hàng dọc nhà hiện giờ tại giờ buông cái cột đằng trước như đang mình đang viết ở đây là đang thiếu 8 cái. Đấy cho tôi nhanh là 4 cái là cuối cùng. Đúng bỏ rồi. Đấy là bỏ nhá. Đúng không? Thì mình 4 cái giờ, ở giờ chỉ thiếu 4 cái cột được trước. 4 cái như vừa rồi nhà ông Sương. Nhà ông Sương cái cỏ. Thành lý, thành chính ra là thiếu 2 cái đống này là có thôi này. Cái đống thì có rồi. Cái đống đủ rồi, đủ 5 cái chân thế này. Giờ thiếu 2 cái này này. Không, đây chưa. Đây chưa. Đống này đòi hỏi là cả đống này là phải có rồi. Đống này là có 2 cái này rồi. Bây giờ cùng nhau ở cái bỏ ở nhau thế là ông nọ là có tình ai cả đập trước cái này rồi đang gọi là làm đủ 6 hàng chân trừ hàng chân đằng sau cho 5 ở đi 7 cho 5 bình thường rồi còn 5 hàng chân làm đủ như thế đấy. Nếu ông nọ là ông nói như hôm nọ vì phải có hàng này thì mình mới đi làm ở đầu đó để được thì tôi cuối mà từ bảy đến sáu cái này thì lấy hàng đúng rồi làm năm hàng chân nhưng mình trốn có trả được trước thì có bốn hàng còn bốn hàng chân giờ phải lãng qua chỗ đủ là năm hàng chân đấy thế đó nhớ là cái quả cầu đấy là một là sao đủ đất đang nhớ cái đủ một cái đồng giờ cắt bỏ đấy mà các cụ mà làm thế dễ hiểu ngay kệ nó nhà thờ đây, đây, nhà thờ có người nghiệp thì cứ làm đủ vào thì cứ làm đủ đúng không, nhà thờ làm đủ vào đúng là nhà ở đâu có phải nhà ở đâu thì tính chật phải hẹp chật đấy thôi cứ làm đủ bây giờ theo đủ như thế đi nên là đủ cả bài nhà thờ cứ đủ như thế đi chung chả thôi phải mối cột này cứ ở đâu mới đông đốc làm để tính tốt đẹp chung chả kia ở đây kính đây tam hạ tứ là kiểu tam hạ tứ nhưng không phải lại phải tiến họ thế kia rồi không
cái đấy là làm thì cháu xong đổi sau thì nó mất ngày. Đây là cháu nói rất rõ là từ lâu mà bà từ lâu phải như thế. Mày cứ biết đâu. Chưa biết chưa. Nào, thế thôi, thống nhất giá là nào đây? Vướng gạch gì chưa đấy, vướng gạch gì hết chưa? Vướng vướng gì riêng, vướng gạch gì riêng à? Vướng gì riêng, vướng cửa đây, 10 đến 24 đây, còn được cái ngạch nữa nào? Bờ, được. À không, tất nhiên là đây là cả lợp, cả bờ. Không lẽ cũng phải ghi vào cụ thể, đã là đã cũng ghi rồi. Ngạch ghi rồi thì ngạch chưa phải ghi rồi. Sơn Miu này. Ừ. Lập toàn bộ. Lập bờ. Ghi mẹ có bảy nào. Lập. Không. Lập bờ. Lập bờ. Đẹp. Không đẹp không? Kéo bộ. Cái này nó gọi là gì nhỉ mày? Tôi không không hình được, tôi không biết tên gọi. Cái gì? Cái bờ trên á? Bờ trên. Bờ nắp bờ. Nó cái bờ nó cứ hay có cái ấy như này này, ví dụ này này xong này như là nhà Minh Quế ngày xưa đấu ở trên nóng một phát nha, ở dưới cái cỡ giữa chỗ hàng hiên lại có một cái, có ba cái chóp như thế. Vâng, có nghĩa là có đấu cái đấy nha, nổi nổi lên hẳn nha. Em phải dành làm kiểu đấy cho tao chứ không phải làm mẹ làm bánh cái bơ chuột thế nghe chưa. Đấy là đơn giản nhất. Đây đây, giờ hình như cái bếp nhà nó biết hình như có mà hai ba cái này. Rồi có lớn đấu ở hai bên đấy. Đấy, đấu nóc. Rồi đấu nóc, đấu nóc. Đấy, đấy, mày làm kiểu đấy cho ta nha. Chứ không làm làm rồi có. Có đúng một chỗ tập hợp trơn tuột của người đập bờ. Tổ mình vừa rồi đã làm đấu. Trên nóc có chạy gì không? Tôi không để ý. Ờ, đấy, nóc không qua chạy như bà thả này. Kiểu như cho bà thả này thế. Chạy hay là nào có cái gì như nhà bảo thán đắp lên trên kiểu dòng mò cái này không được tham khảo anh qua xem là có cái gì đó thì hay ở trên nắp ý kiến thêm mà cho cái tổng đấu đầu bằng cái đồng nguyện cũng đấy là nhà thờ đấy, nhà đình chùa đấy, cũng cần đồng nguyện cũng cần đấy là nhà thờ đấy. Cái này thời gian thi công là đã mày nhận định tóm lại cánh ra mày nhận định bao nhiêu thời gian sống thời gian đảm bảo nhất định của mày đấy, nhưng mày phải nói như này để cảnh tao biết. Bây giờ ví dụ như mình làm triển khai làm ngay thì khoảng mấy tháng thì mày xong. Nếu phải khoảng ngày làm ngay ví dụ phải tầm 4 tháng thì xong. 4 tháng có nghĩa là cái tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Cái tháng 6 à? Cái tháng 6 thì phải xong. Triển khai làm ngay thôi. Theo như cháu đây này, nào mà tôi nói thì để như chả biết các cụ như thế nào, như cháu từ tháng 5 là tháng sinh, thì các cụ tháng 5 thì cháu bắt đầu các cụ, các cụ cháu năm đầu nhỉ, tháng 4 cũng được, tháng 5 là sinh, 8 thì các cụ cất lót, 9 các cụ cất lót, tháng 2 tháng đấy, không đây là cháu nó rất lớn về việc tất cả đi làm thì cháu thường thường đang thường ngày hai nè cũng vẫn phải ta quá đẹp.
hùng nào. Thôi để theo kinh nghiệm để nói qua như đưa ra góp ý đi ạ. Cháu đi làm nhà thì thường thường là như để thế. Để nó cũng vườn bị gỗ bên cạnh đó mà. Vườn bị gỗ để cho nó rất là thấu đáo. Theo kinh nghiệm của anh Khoa anh đã làm nhiều rồi. Thế này tham vấn cho mình cái thời gian. Ý kiến của cháu như thế. Mày có tham mưu cho tao tuổi hôm nay tay nào? Cho tao nhà thờ tao được không? Tuổi thì nó cụ. Thế nên là nó rất ngon luôn là cái đường tắm. Thế đi. Nhưng mà cái tay thành nó để làm cho ai nhỉ? Hành với hành để làm khoai đúng không? Nếu trên này tớ là tại là tớ cân nóng là tớ làm cho nhà mình giàu rồi còn không là tớ nhận đấy. Tớ đang định chọn tuổi cho ai để làm nhà thờ nghe chưa? Hình như tay thành nghe chưa? Đấy thành cho ai, tay hành cho ai? Đấy giờ đang muốn nếu tính ra cái tuổi đấy thì nó vào tháng 5 mới vào tháng 4 mới vào tháng 6 đẹp cả nghe chưa? 70 thì có ông Lam cũng 70 tuổi đấy 72. Lòng gần 80 thì có buổi tuổi đẹp đi. Bảy cái thì cả họ không thức nằm, bảy cái tu mình khổ thế. Ý là từ 70 đổ lên. Cổ trước, trên 70 không phải xem. Không phải xem. Đúng rồi, không phải xem nào cháu. Trên 70 tuổi không phải xem. Và cả dưới nhà cháu cũng thế. Trên 70 có thiếu thì tuổi trên 70. Ông Lan phải đám nè. Dưới rồi. Thế là cảm ơn rồi. Thế thì bây giờ ngon nhất là như này. Cùng cao chưa? Về bàn là đấy ông Vân trên 70 rồi vừa trưởng họ có đứng luôn chủ nhà chủ nhà thờ ông ơi cảm ơn mọi người cả nhà cứ nói chuyện đi cho này cháu đấy là mình cứ cháu không nhận thông tin mình muốn tham khảo trước để nó ra được cái ý của thằng này là để tháng mấy cho nó đẹp nghe chưa tháng năm hay tháng tư hoặc tháng sáu chẳng hạn nếu xem thích cái công việc đó nghe chưa đấy mình khởi công tháng nào rồi cho cháu biết để cháu sắp xếp vô ví dụ hôm nay ký hợp đồng rồi chẳng hạn đấy thì cháu về cháu sẽ sắp xếp luôn ngay để cho nó hôm tháng đi cũng đảm bảo rồi thế bây giờ chốt lại ta thông nhất với nhau chậm nhất là tháng đầu tháng năm gửi công tức là chậm nhất để cho tôi Hùng còn dao động đi mai về tìm người hoặc là trao đổi luôn luôn là ông có đứng ra làm chủ cái nắp với cả nhà thờ này được không đấy trường hợp ấy, mình cái gì cũng mình không cầu kỳ quá nhưng ở trong họ mình bây giờ là cùng cái độ tuổi ngoài 70 là có bao nhiêu người ạ? Có mình bố mày mình đồng lòng vợ mình từ từ dày nhưng mà giờ này là tháng rồi nha người ấy chọn người đúng đúng về phải lấy người nó phong độ ai phong độ thứ nhất phải hoàn hảo tí nữa tôi muốn hoàn hảo tí nghe chưa ngoài lần kia chọn cái đấy mà còn cũng vững là tắm vừa rồi vừa vì cô bé rồi nói như thế từ vuông nhưng phải bảo vững mẹ có thân của mình cô đơn mẹ rồi không khỏe được khỏe với tay không khỏe không phải đâu ngày nào mọi người cũng chuyển được lệnh về ất năm cũng ngon ngoan 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 luôn cháu không chịu lòng tư yếu mặt mình màu em lên lắm cũng lâu khỏe tay không lòng cũng khỏe thôi chốt lại để thống nhất nha thôi cứ gọi chậm nhất là đầu tháng năm ta thi công giao động cung đoạn này để muốn nói để mọi người đây cùng nghe là ví dụ về trao đổi công vân là đấy ý của họ là bố đứng ra là làm chủ luôn cái nhà này cửa nóc cho họ dù cho mà bố ở tôi ta yếu quá đấy ta nói như thế là vừa là tôn trọng ông chủ họ em vừa là tuổi nha đấy vừa là đấy giờ là cũng xong xong toàn ông đấy mà thời gian đấy mà nếu ông ốm quá ông trả về được thì lại người khác thì ông có sợ là thôi được là cũng đi một tháng thôi bây giờ thì là cháu nghĩ là như câu chuyện vừa xong là anh Quang cũng có ý tức là mình nên chọn cái đã nói là chọn là từ nên chọn cái mà cái nó tốt cho cả họ thứ nhất là nó cái độ mà hoàn hảo của con người đấy, thì nó là tốt nhất đấy, nếu mà đã là chuyên tâm thì nó là như thế thôi. Thế còn nếu không thì nhưng, cháu nghĩ là với bố cháu chắc là cũng không có vấn đề gì cả. Anh em ấy đồng ý cái quan điểm của chú như thế không? Cháu hiểu rồi. Đồng ý nha, thế một là mình trao đổi ông như thế. Vâng. Để mình định ra là cứ đầu tháng 5 mình làm. Vâng. Thế hoặc là ví dụ như ông lại cẩn thận, ông lại nghe của nếu mà lấy tao thì tuổi tao phải làm từ tháng 4 thì có thể để điều chỉnh cho mình đang nói là chậm nhất là đầu tháng 5 không? Thì để ông có kêu của tuổi tao phải tháng 4 hoặc tuổi tao phải tháng 6. Ý là như thế.
để khi chốt được lại thì mình có thể thay đổi với tháng qua này, tháng tư về tháng sáu chẳng hạn như thế. Thế là được đấy, chuyển tháng sau ngày để chạm tuổi tuổi lại vào cái ngày để lập ví dụ con. Đây là cái ý của như thế. Nói như vậy cho cũng về trong chuyên đề. Còn khi mà ông thông tin lên, mày thông tin lên là thuộc bố cháu rồi là như thế, bố cháu yếu mày bố cháu thế này không nguyên cảnh không được thì để biết đường được. Cảnh tao mới bàn đến ông Long ấy là bàn đến ông Ngào về, thì ông Long lại cũng yếu thì mới bàn đến cái tuổi 62 hay tuổi 65 hay là tuổi là 58 chẳng hạn thế. Ví dụ thế mà người trẻ khỏe không, người ta cũng thích người già hoặc là tuổi già là càng càng ngon lên, nghe chưa? À thế là thầy đồng chồng tổng thống nhất thống nhất thống nhất thống nhất thống nhất đến cái giá cả nào để ghi vào đây. Năm thứ hai à? Năm thứ bốn. Năm thứ bốn à? Dạ dạ. Không, cái này cũng không ghi đi cái thời gian đồng đồng ghi. Thời gian thi công thì đã ghi được tháng năm. Đưa gì? Không, ghi vào đấy là từ tháng 5 cho đến tháng 5, 6, 7, 8. Dự kiến đấy ông, thêm cái chữ dự kiến mà. Dự kiến là từ tháng 5. Dự kiến là khởi công là tháng 5. Ông nói tháng 7 thì là... Máy cũng thể lên máy đính chính. Cắt nóc thì đấy. Năm là sáng 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 mới à? Còn việc này là ta nhờ mày. Nếu mày cũng dự kiến khởi công vào tháng 5, hoàn thiện vào tháng 8 âm lịch năm 2023. Yeah. Cũng là báo cáo với các tất cả có các cụ bên trong đồng hộ. Thì bố thì cháu cũng trong cái bản đồng cũ thì cháu có nhận thì các cụ. Cái này là cũng phải nói để các cụ cũng như tất cả bác đại cả cũng có ông có thợ cũng được làm thợ và cũng có ông không làm thợ để hiểu hết trong quan điểm của cháu ấy. Trước là cháu chỉ làm là cũng có tội là cũng nói là 16 cột thế đến giờ này thì các cụ ông cũng quản là nên bốn thêm bốn con cái nữa và bốn con cái là như là cháu thì thật sự đây là cháu rất thật luôn. Cháu đi mua con cái bây giờ là 9 triệu, mua 9 triệu một cái. Đây là một như thế này. Còn con còn to hơn nữa thì là 10 triệu, 11 triệu một cái. Cháu chưa tính đến cung làm, đây là quan điểm. Cái sàn đó còn ngắn chắc chắn nó thì là khác rồi. Chưa đến sơn sinh, quả kia. Thì hàng ngang thì nó lại phải thêm mối xả, thêm mối dầm. Riêng về phần công thì cháu không đi toán đến, đây là cháu quan điểm của cháu. Thì còn riêng về phần cột là nên thêm ngàn ý tiền, đây là 36 triệu nữa. Thì thôi, trên quan điểm của cháu thì cháu nói là muốn là thực sự ra thì tâm của cháu thì từ phần nóc làm nhà thờ là còn phát tổ rồi. Hai ngày nữa nó bắt đầu anh em lên đúng chặng rồi đấy. Hai hôm nữa.
Đến trường nào cũng được làm việc, các nơi đúng không ạ? Giao dịch cả. Đi họp lại xong lại coi lên đâu nó hơi khó. Không, các bạn là, đấy. Là nhà phú chứ không khác. Nhà đây là nhà đâu. Nào khác. Nói mày ngay từ đầu như đấy phải rõ ràng là kể cả đầu đầu ngồi thì là thêm hàng cột đấy thì có cột chức không tính rồi, nó còn là thêm hai cột cái, hai cột ba. Như nhà Quýnh là không có bốn hàng chân, bốn hàng cột đấy, hai cột đầu ngồi. Bây giờ trên cái họ mình sẽ thêm tiếp bốn cái cột của cái nữa, mà chính là của cái nữa. Có khả năng lúc đấy mình nhầm. Không, chó không nhầm, cái này là cháu rõ ràng. Đủ bằng chân. Có anh vẫn quen quý mà. Đúng không, con mình cháu nào thì có cái gì là cái nó rất là thoải mái và đông đủ thì cảm thấy thế nào? Nhưng mà bây giờ có cái này khó xử. Đây là bốn ông trưởng thì mà mấy ông còn là trong cái ban. Đấy, nếu giờ mà nó lộ lên này thì được. Quay ra mà cả ông thành đây là chính đây là chính chó. Đây. Cái này thì nó văn bản rồi. Họ là thế là. Ta sẽ tất cả mình cháu. Bên ngoài này có cái long hoa không phải là chính cháu mà là. Thế nó là kia hay là cháu làm và để cháu cho ai hay là như thế nào cả. Mà nó có khối lượng, nó cũng là tất cả nó đều ở trên giấy tờ cả. Ôi, để làm kỷ niệm của họ cái đời. Đây, đây là phải làm kỷ niệm. Bắt đầu ngày cũng là biết là banh 50. Cũng phải là banh 50. Ngoài kia là được lấy đường đi lại. Có cháu biết như thế, tại sao mà cháu vẫn làm và tôi đã làm thì cháu cũng đấy cháu cũng nói ngay tôi là ngoài Quýnh như thế làm là cháu còn được không cả đời cũng làm nhà nhưng mà cháu cũng rất quan tâm cháu hỏi là nên làm nào trong nhà là có quả có bao nhiêu cũng là đầu tiên nhất thứ nhất là cô còn làm toàn bộ xoa cháu còn làm cháu đã nhận rồi thì cháu cũng làm cụ hẳn cái nóc đổ ra ngoài. Còn những cái gì nó cho thêm vào là số 3 đến 4 đến 4 thì nó hay hơn. Bây giờ cũng làm cho linh mục đến vậy cũng thì cháu không được. Nó không cái gì cả thì chúng cháu đi làm thì có cái lương tâm của cháu. Nhưng không phải là bảo là bên phải thế thì nó phải kia. Không phải xin tiền thêm tổ cụ hay là như thế nào này kia. Đấy là chẳng hiểu của cháu. Ví dụ như cháu này thì ví dụ như là có ngày đi chơi này thì biết chứ mà cháu làm cho trong học đúng không? Tất nhiên nếu ngày mai cháu làm tốt, làm đẹp, làm hình lý, nhân, trăm người, trăm trong nhà thì về đúng không? Đấy là cũng của cháu cho cháu. Nhưng mà khi chúng yếu ngày mai đã làm nhà, nhà phải đòi là nhiều. Đấy, nếu cháu cũng làm nhà, về nhà cũng đấy. Đấy thì cháu mới làm nhiều. Nhưng mà thôi, cháu vừa, cháu chưa vào xong hẳn, cái nhà cũng gần ngay nhà cháu thôi. Người ta cũng làm hết cũng như nhà ông Bính vẫn là trong họ cũng là quay chụp quay cái là mình gần rồi đi tôi lại chụp đề đạp bài chân nó làm bao nhiêu nhà bên phòng nhà con lò nhà trưởng nhà nhà tầng còn hay làm được khi làm được những dòng đạo đầu lên nghề lại thấy được cái quả bây giờ chúng ta được đã làm theo kiểu làm được từ xưa. Đấy, bây giờ là chuyên môn đi làm đẹp thì đấy, đi cháu ra ngoài đi làm đẹp thời của các chú ấy đấy.
trong họ đến nhìn thấy đẹp, người ta nhìn thấy người ta về là quảng cáo. Thế là cháu có thể thấy thế thôi, nó có khối lượng rồi, không thể nào mà chạy đi cháu tính mà là nó cái nhà này, ví dụ như cái nhà này là tính hết bao khối lượng nó đã tính được cột đầu rồi, bao nhiêu cái cột nó đã ra khối lượng hết rồi. Đấy, khi nào một cái nhà ví dụ là rộng là thêm bao nhiêu thì chúng cháu chỉ nhân ra đồng hành cái đầu cái nhà nó ra thôi, không phải là hơi nhiều quá hay là hơi ít quá, mà đã thêm cột đó là nó lại thêm tiền Thank you.
Liên hít được làm thế thôi. Làm chỉ là có tiền đóng không? Nó có vì hôm trước họ mà họ đã đông. Thế là mỗi người. Đấy. Có 10 nghìn thì chết mà lên thì hiểu quá. Một thằng thì là chút là 2 nghìn lên 3 nghìn. Nhà toàn nhà nghèo đây nhất thì là 5 người ta nghìn và 3 thì số nắng thế ở đấy. Đấy, 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 bốn cột cháu nhân đúng giá thành trí tiền luôn, cháu không phải là bọn thơ ông bọn này, cháu bọn này hay là cháu phải nhân hơn nên là như thế nói không bao giờ cháu cột cháu bây giờ đi mua không thì cứ đi thử nhiều không biết ghét cháu không không nói cứ đây có các bác đánh nhau không thân bằng ý nghĩa mà cháu làm là kể cả nó mới đẹp đẹp trong chủ nghĩa.